Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta là người đã tin Chúa rồi, nhưng có những hiểm họa nào có thể rình rập đời sống chúng ta? Đây là điều chúng ta cần biết. Giống như bữa trước tôi chia sẻ anh chị em ha, chúng ta nhận được sự sức giàu đã khó rồi, nhưng giữ nó còn khó hơn. Chúng ta đã nhận sự cứu rỗi rồi, mà Chúa luôn khuyên chúng ta rằng ai tưởng mình đứng, hãy giữ, khéo ngã. Anh chị em thấy không ạ? Chính sứ đồ Phao-lô ông cũng nói rằng tôi không nghĩ rằng mình đã đạt đến đích, nhưng tôi chỉ làm một điều thôi, tôi quên lững sự đằng sau, bươn theo sự đằng trước, để giật được giải về sự kêu gọi từ trời. Và Chúa Giêsu cũng không ít lần khuyên chính những môn đồ là những người đi theo Ngài rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Vì vậy, sứ điệp buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến hội thánh và toàn thể ông bà anh chị em, đó là làm thế nào để chúng ta có thể đứng vững đến ngày cuối cùng. Chúng ta đang đi trong con đường để đi đến hy vọng ngày cuối cùng. Chúng ta được cứu là chắc chắn, hiện nay là chắc chắn. Hiện bây giờ tôi và bạn chị em ở trong Chúa Giêsu là chắc chắn, sự sống là chắc chắn. Nhưng ngày mai là hy vọng. Không ai biết được. Ngày mai là hy vọng. Và tôi với ông bạn chị em hãy biết cái cách để mình tiến bước với Chúa mỗi ngày trong sự chắc chắn và bền vững. Và để rồi, nói như sứ đồ Phao-lô nói, ta cảm tạ Chúa, máu triều thiên vinh hiển đã dành cho ta. Ta đã chạy xong cuộc đua, giữ được đức tin. Đó là lời cuối cùng trước khi ông bị chém chết ở tại nhà tù Roma, không ạ? Cho nên chúng ta hãy cũng như sứ đồ giữ đức tin cho đến cuối cùng. Và phân đoạn Kinh Thánh tôi muốn chia sẻ cho anh chị em nằm trong Hebrews chương 6, từ câu 1 đến câu thứ 8 là sứ điệp buổi sáng hôm nay. Tôi xin khởi sự đọc. Hôm nay tôi cố tình đọc cho anh em bản dịch 2011, một bản dịch khác đi, để cho chúng ta có thể vừa đọc và theo dõi trong bản Kinh Thánh của mình, nhưng mà nghe thử xem nó có điều gì dễ hiểu hơn ở đây không. Tôi sẽ đọc cho anh em ha, mà anh em cứ chú ý đi ạ. Chú ý trong Kinh Thánh của mình, Hebrews chương 6 từ câu 1 đến câu 8. Kinh Thánh chép như thế này: vậy chúng ta hãy gác bỏ sau lưng những bài học sơ đẳng về Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành, không đặt lại nền tảng cho sự ăn năn, từ bỏ những công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, tín lý về lễ báp têm, tín lý về sự đặt tay, tín lý về sự phục sinh từ cõi chết, và tín lý về sự phán xét đời đời. Ấy là những điều chúng ta sẽ làm nếu Đức Chúa Trời cho phép. Thật không thể nào làm cho những người đã một lần được soi sáng, đã nếm trải ơn thiên thượng, đã trở thành những người chia sẻ ân tứ của Đức Thánh Linh, đã nếm trải lời tốt đẹp của Đức Chúa Trời và những quyền phép của đời sắp đến mà sa ngã, lại có thể làm cho ăn năn, vì họ đã tự tay đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Ngài. Mảnh đất nào thấm nhuần nước mưa thường xuyên và sinh hoa màu tốt đẹp cho người canh tác, mảnh đất ấy nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Nhưng mảnh đất nào chỉ xanh gai gốc và bụi gai, ấy là mảnh đất bỏ đi, gần như bị nguyền rủa, cuối cùng sẽ bị đốt. Anh em thấy không ạ? Đây là một cái phân đoạn Kinh Thánh nhằm khích lệ chúng ta và cảnh báo chúng ta. Kinh Thánh khích lệ chúng ta điều gì? Kinh Thánh khích lệ chúng ta rằng hỡi anh em, khi đã nhận lấy sự sống rồi thì đừng dậm chân tại chỗ nữa, đừng đứng yên, nhưng hãy tấn tới, Hãy tăng trưởng bằng cách hiểu biết con của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ có bấy nhiêu kiến thức sơ học của Tin Lành, học giáo lý Báp-têm, học về Đấng Christ chết và sống lại, tha thứ tội lỗi, đặt tay, sự phán xét ngày sau. Rồi có 5-7 điều đó mình cứ quằn đi quằn lại miết, ngồi ra không biết một cái gì khác, thì Đức Chúa Trời không hài lòng lắm cho cuộc sống đó. Anh chị em ơi, đừng dừng lại mà hãy tiến tới. Rất là nhiều người cũng hay nói rằng trong cái quá trình chạy đua, nếu chúng ta ngừng lại có nghĩa là đang thụt lùi. Không phải anh chị em, mình ngừng là mình thụt lùi. Mọi người đang chạy mà mình ngừng. Ngừng không có nghĩa là mình đứng yên đâu, mình đang lui. Mình ngừng mất 15 giây thôi thì người kia đã chạy mất nửa cây số rồi. Và trong cuộc đua này, Chúa muốn tất cả chúng ta đều đến đích. Anh chị em ơi, hãy dành thời giờ, nếu Đức Chúa Trời cho phép, hãy dành thời giờ để đầu tư vào lời Ngài, đầu tư vào thời gian với Ngài, đầu tư vào sự phục vụ Ngài, đầu tư để cho thiên hạ thấy sự tấn tới trong đời sống tâm linh của mình. Ân tứ phải xuất hiện, Thánh Linh phải ngày càng đầy dẫy hơn, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời phải tràn ngập, quyền năng của lời Chúa phải được thực thi với đời sống của mình, và mình phải nếm trải được quyền phép của đời sau ngay khi mình còn sống trên đất này. Đó là điều Chúa muốn, phải không ạ? Nó liên quan đến sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả những người đã trưởng thành rồi, ngay cả những người đã phục vụ Chúa một cách kết quả rồi, tức là những người biết rõ ơn kêu gọi của mình, được vận hành trong Thánh Linh, được nếm ở đây có nghĩa là được kinh nghiệm quyền năng của lời Đức Chúa Trời, hành động và biết tận mắt, tận tay, tay rờ quyền phép của đời sau, thì không có nghĩa rằng người đó không còn nguy hiểm, người đó vẫn còn nguy hiểm. Và đoạn 2 của Kinh Thánh, tức là từ câu thứ 6, câu thứ 4 trở đi, là một phần cảnh báo. Cảnh báo này không dành cho những người mới tái sanh, không dành cho những người đơn sơ, những con thơ, chiên thơ trong Chúa, nhưng dành cho những người trưởng thành, những lãnh đạo, những con người nghĩ mình đứng, những con người đã đem nhiều người đến với Chúa, những con người đã có ảnh hưởng trong vương quốc Đức Chúa Trời, ảnh hưởng trong linh giới, lẫn ảnh hưởng trong đời này, thì Chúa vẫn cảnh báo những người đó. Họ có thể bị sa ngã và hư mất đời đời. Anh thấy không ạ? Vẫn có thể. Rất nhiều cái luồng thông tin khác nhau, những sự chia sẻ, những sự hiểu biết khác nhau về khúc Kinh Thánh này. Những giáo lý nói về sự cứu rỗi một lần đủ cả thì phản bác rằng sẽ không bao giờ có chuyện người đã tin Chúa, đã trưởng thành rồi, đã tái sanh rồi mà còn hư mất. Người ta phản bác điều đó. Người ta cho rằng không thể, không thể nào họ hư mất được nữa. Họ bảo rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm, bởi đức tin vào con Đức Chúa Trời chứ không phải bởi vì nếp sống hay là bất cứ việc làm nào của chúng ta đem đến sự cứu rỗi. Và họ cho rằng đừng có lo về cái chuyện cái đoạn Kinh Thánh này. Tuy nhiên, theo tôi tra cứu và nhìn thấy, có rất nhiều tấm gương trong Kinh Thánh, có rất nhiều sự cảnh báo trong Kinh Thánh nói rằng một người được cứu vẫn có thể đánh mất sự cứu rỗi của mình. rất nhiều. Chúa Giêsu đã từng cảnh báo. Và một trong 12 sứ đồ của Chúa là Judas Iscariot đã thực sự đánh mất sự cứu rỗi của mình. Và trong Giăng chương 13, Giăng chương 17 câu 12 thì Chúa Giêsu gọi Judas là đứa con của sự hư mất. Đứa con của sự hư mất, anh chị em thấy không ạ? Vậy thì Judas Iscariot là ai? Là sứ đồ của Chúa, là người được lựa chọn của Chúa, là người được ban cho quyền năng để chữa bệnh trừ quỷ, là người đã cùng ăn với Chúa, cùng nghe lời Chúa, thấy được quyền năng của lời Ngài, nếm trải thần linh của Ngài và biết được ơn gọi từ trời. Ông biết tất cả, nhưng cuối cùng ông đã bán Chúa. Và Giăng chương 17 câu 12 chép ông là đứa con của sự hư mất. Đó là bằng chứng cho thấy rằng một sứ đồ cũng có thể hư mất. Anh em thấy chưa? Để làm gì vậy? Để chúng ta có một chút vững tin hơn về cái lẽ thật là Chúa dạy chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện không phải là một lời nói đùa, không phải là một lời hăm dọa xua, nhưng đó là một lời cảnh báo đích thực cho linh hồn của mình. Bằng chứng thứ hai được chép trong sách Giu-đê từ câu 5. Trong sách Giu-đê câu 5 chép như thế này. Thư Giu-đê câu 5 chép như thế này. Vì thư này có một đoạn thôi cho nên nó không có đoạn. Câu 5 chép như thế này. Dù anh chị em đã biết rõ mọi điều này, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh chị em để anh chị em nhớ rằng tuy đã có lần Chúa giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập, nhưng sau đó Ngài lại tiêu diệt những kẻ không tin. 2 triệu người dân Do Thái ra khỏi Ai Cập là hình bóng của sự cứu chuộc chúng ta ra khỏi thế gian hôm nay. Amen chứ? Nhưng Kinh Thánh chép rằng 2 triệu người này sau khi ra khỏi Ai Cập họ sung sướng quá. Người ta gọi là ăn no trứng mỡ, đúng không? Lấy vàng làm bò để thờ, nổi loạn chống Giô-se, chống Môi-se, làm đủ thứ chuyện hết. Nói chung họ không nhớ được, không nhớ một chút nào cái ơn của Đấng đã cứu họ ra khỏi kiếp nô lệ. Mà bây giờ thậm chí ngược lại họ còn chống lại. Cuối cùng Kinh Thánh chép rằng tất cả những người đã được cứu ra khỏi Ai Cập đó đều ngã chết trong sa mạc, và không có một người nào được bước vào xứ hứa hết. Anh em thấy chưa? Vì vậy anh chị em à, Chúa cứu chúng ta ra khỏi thế gian là ân điển, nhưng ở lại trong sự cứu rỗi đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta có một phần trách nhiệm trong sự cứu rỗi, giống như thế này. Anh chị em vì một lý do nào đó cuộc đời mình quá khổ đi hay sao đó không biết, và được một cái nơi bảo trợ xã hội nào đó nhận anh chị em vào, nuôi ăn, dạy nghề, đào tạo miễn phí. Nhưng cái nơi đó đó nói rằng anh ơi, ở trong này nè không được chơi ma túy đá, không được hút thuốc lào, không được tà dâm, không được thức khuya, không được bấm điện thoại. Trong này anh sống anh phải làm gương. Tôi nhận anh vô là miễn phí, tôi thương anh, ok không chị em? Nhưng mà khi con người đó bước vào miễn phí rồi thấy sướng quá, làm tí ma túy cho nó phê, tối tối bắn điếu thuốc lào cho nó ấm bụng, ví dụ thế, đem bia đem rượu vô uống, thì số phận của người đó sao anh chị? Chắc chắn sẽ bị đuổi ra, chắc chắn lại trở về với tình trạng ban đầu. Tôi muốn nói với tất cả chúng ta rằng sự cứu rỗi mà chúng ta nhận nhưng không từ Chúa Giêsu giống như vậy. Ngài cứu chúng ta miễn phí, Ngài cho phép chúng ta vào nước của Ngài miễn phí, Ngài cho phép chúng ta nhận Thánh Linh miễn phí, nhận thức ăn thuộc Linh miễn phí, nhận thần Linh quyền năng miễn phí, tất cả miễn phí hết. Nhưng khi vào trong nước rồi có luật lệ của Ngài. Chúng ta phải muốn làm gì thì làm. Có một số người nói rằng ô, tâm linh mình được tái sanh rồi, ăn chơi thoải mái đi, không chết đâu. Chết sao được nữa mà chết. Xin thưa anh chị em, quỷ Satan rất thích những người suy nghĩ kiểu đó. Nó nói được rồi, để cho nó ăn chơi thoải mái, cuối cùng nó thuộc về tao mà. Không, Satan rất thích. Và những giáo lý như vậy đến từ địa ngục, ru ngủ xác thịt chúng ta, ru ngủ cuộc đời ân điển của chúng ta. Nhưng mà kết cục là mở mắt ra thấy mình ở dưới hồ lửa, rất nguy hiểm. Cho nên thưa anh chị em ạ, buổi sáng hôm nay tôi nói những điều đó để thấy được Kinh Thánh là nhất quán, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Và đoạn Kinh Thánh cho em vừa nghe đó, những mảnh đất nào chỉ xanh gai gốc bụi gai, ấy là mảnh đất bỏ đi, gần như bị nguyền rủa, cuối cùng sẽ bị đốt. Dân chương 15 chép như thế này: nhánh nào trong ta kết quả thì Ngài tỉa sửa để sai trái hơn, còn nhánh nào trong ta không kết quả thì Kinh Thánh chép ra chép cắt bỏ. Rất nhất quán. Đó là lời của Chúa Giêsu, không phải lời tôi. Ngài có quyền định đoạt số phận đời đời của chúng ta. Anh chị em ơi, sự cứu rỗi là ân điển, nhưng giữ sự cứu rỗi có một phần trách nhiệm của chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bây giờ trở lại một chút xíu với câu chuyện của Judas đây ha, để chúng ta hiểu hơn nè. Câu hỏi là vì sao Judas Iscariot hư mất? Có lẽ tất cả chúng ta đều trả lời rằng vì ông đã bán Chúa. Đúng không ạ? Vậy thì có người cũng lý luận rằng Phi-rơ cũng chối Chúa, mà chối Chúa với bán Chúa thì khác gì đâu, giống nhau về bản chất. Vì Kinh Thánh chép rằng hễ ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng chối người đó trước mặt Cha ta trên trời cơ mà. Kinh Thánh chép thế mà. Nhưng tại sao Judas thì hư mất, còn Phi-rơ thì được phục hồi? Không ạ? Chúng ta phải lý giải chỗ này. Lý giải chỗ này. Anh chị em ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái sự phạm tội của Judas và Phi-rơ, tội thì giống nhau, nhưng mà bản chất và động cơ của phạm tội khác nhau. Anh chị em hãy đọc suy nghĩ sẽ thấy. Judas Iscariot á, cái tội của Judas là nó được ấp ủ cả một quá trình. Một quá trình rất là dài. Judas đã ấp ủ chuyện đó rồi. Judas đã đặt tiền hơn Chúa mình. Thật ra Judas Iscariot đi theo Chúa Giêsu không phải mục đích là để nhận sự sống. Ông đi theo Chúa Giêsu mục đích là để kiếm tiền, tham vọng, địa vị, xây dựng một cái gì đó cho đời này. Và lòng tham tiền đó đã dần dần thấm vào trong con người của ông. Câu hỏi là Chúa Giêsu có biết điều đó không? Tôi tin là Chúa biết. Vì Chúa biết mọi sự. Chúa biết mọi sự. Chúa biết rằng Judas Iscariot sẽ bán Ngài. Judas Iscariot sẽ đi đến chỗ hư mất. Và Chúa Giêsu đã cho Judas cơ hội. Anh em đã nhận ra mà, cho Judas cơ hội. Anh em nhớ trong bữa tiệc ăn cuối cùng không? Chúa Giêsu đã nói: này, giữa vòng các con sẽ có một người phản ta. Và các môn đồ ngỡ ngàng: ôi tôi à. Ai cũng bảo: ôi tôi, phải tôi không? Ai cũng sợ hết trơn, phải không ạ? Nhưng mà Chúa nói rõ: cái người nào nhúng miếng bánh cùng ta bây giờ là người đó. Và chắc chắn rồi, Judas là người nhúng bánh cùng với Chúa lúc đó. Judas biết không? Biết. Judas biết rất rõ là thầy mình đã biết. Judas biết rất rõ là thầy mình đã cảnh báo tội lỗi của mình. Đứa phản ta, thật khốn nạn thay cho người nào nộp con của Đức Chúa Trời. Chúa nói rồi, Chúa đã biết rồi. Các môn đồ khác cũng biết trong buổi tối. Nhưng anh chị em nghĩ sao nào? Judas vẫn quyết định đứng dậy trong đêm đó để đi tìm các thầy tế lễ nộp Chúa Giêsu. Anh chị em thấy chưa? Đây là một tội lỗi mà Judas ý thức được. Judas cố tình chọn tội lỗi thay vì chọn Chúa. Cố tình, ý thức rõ ràng. Judas ngầm nói với mọi người rằng tôi không cần ông nữa. Tôi không cần ông là thầy tôi nữa. Ông không còn là thầy tôi nữa. Ông không phải là Chúa Giêsu là Đấng Christ nữa. Tôi không chấp nhận ông. Cái tôi cần bây giờ là tiền. Tôi sẵn sàng đổi 30 đồng bạc lấy ông. Và chính thái độ đó đưa Judas thẳng xuống âm phủ luôn. Bây giờ chúng ta trở lại với Phi-rơ. Phi-rơ trước đó nói rằng lạy Chúa, con không bao giờ chối Ngài. Dù có chết con cũng không chối Ngài. Thấy Phi-rơ mạnh không? Rất mạnh, đúng không? Vậy thì thực sự trong đáy lòng của Phi-rơ không có chối Chúa. Trong thâm tâm ông không có chối Ngài. Nhưng trong cái sân của thầy tế lễ thượng phẩm, thì vì áp lực của sự sợ hãi, áp lực của sự sợ hãi khiến cho Phi-rơ đã phản ứng như một người xác thịt. Và ngay lập tức Phi-rơ đã ăn năn. Khi ông ăn năn thì ông lại được phục hồi. Như vậy, qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe từ câu 4 xuống đó, không phải sự phạm tội khiến chúng ta đánh mất sự cứu rỗi, nhưng chính vì không còn khả năng ăn năn khiến chúng ta đánh mất sự cứu rỗi. Anh chị em có biết cái tình trạng con người mà không thể ăn năn không? Có những con người, người ta quyết định chọn lối sống tội lỗi và không thể ăn năn được nữa. Không thể. Mình đến mình nói anh ơi, hãy ăn năn tội mình đi. Anh ơi, hãy xin Chúa tha thứ đi. Người đó nói không, tôi chịu rồi, thua rồi, tôi không làm được điều đó. Có những người như vậy. Thì người đó được định cho sự hư mất đời đời. Kinh Thánh không mâu thuẫn đâu anh chị. Dân nhất chương 1 câu 9 chép rằng tôi viết cho anh em những điều này hầu cho anh em đừng phạm tội, nhưng nếu ai lỡ phạm tội thì huyết của Chúa Giêsu sẽ rửa sạch người đó. Ngài là thành tín công bình để tha thứ mọi tội cho anh em. Vì vậy anh chị em ơi, nhất là những người đã nếm trải quyền phép, những người đã đầy dẫy ân tứ Thánh Linh, những người đã biết lời Chúa một cách rõ ràng, những người đã nếm và kinh nghiệm quyền phép đời sau, đừng bao giờ để cho tấm lòng mình khô cứng đến mức độ không thể ăn năn. Đừng bao giờ cố ý chọn tội lỗi, chọn lối sống của đời này mà chối bỏ Chúa Giêsu. Ngay khi chúng ta chối bỏ Ngài trong tấm lòng thì chúng ta đánh mất sự cứu rỗi. Và cái điều đó đó Kinh Thánh gọi là đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa trên thập tự giá. Chối bỏ Chúa Giêsu một cách tỏ tường là thực sự đóng đinh Ngài một lần nữa. Tôi nhớ câu chuyện của ông giáo sư Kenneth Hagin. Ông kể Chúa đã khải thị cho ông cái quá trình của một người đi từ chỗ bình thường trở thành một người chối bỏ Chúa Giêsu. Nó là một quá trình, nó không phải là một ngày một giờ. Phi-rơ chối Chúa, nhưng ông chối Chúa trong tích tắc. Đấy là một sự kiện, đó là một hiện tượng tức thì một phản ứng tức thời của xác thịt. Nó khác hoàn toàn với cái quá trình ấp ủ sự chối bỏ Chúa Giêsu. Hai cái khác nhau. Cái quá trình ấp ủ chối bỏ Chúa Giêsu là một tiến trình từ từ mà tội lỗi thấm vào trong lòng người để khiến con người đó hoàn toàn chủ ý loại bỏ Chúa của mình ra khỏi tâm lòng. Ông kể câu chuyện có một bà vợ của mục sư nọ. Cô ấy hát rất hay. Hát rất hay. Cô là một ca sĩ. Nhưng mà khi cô ấy bằng lòng lấy người mục sư này thì Chúa dạy cho cô ấy rằng hãy phục vụ Chúa và phục vụ trong hội thánh. Hãy biến đổi đi. Hãy âm thầm như một người giúp đỡ. Mới đầu thì cô ấy bằng lòng như vậy, phân phục Chúa. Nhưng một thời gian sau, có một tiếng nói đến nói với cô: trong tay, người xinh đẹp như cô mà bước ra ngoài đời kia thì chắc rất nhiều người vỗ tay ca hát là thôi rồi luôn. Cô sẽ được trọng vọng, được tung hô, được ca ngợi, rồi được nhiều tiền của. Tại sao cô lại an phận ở trong cái hội thánh nhỏ bé này để phục vụ Đức Chúa Trời? Bước ra ngoài kia đi. Thì mới đầu tiên thì cô mới nói cái này là từ quỷ rồi, phải chống lại. Bắt đầu cô cầu nguyện chống lại và cô được bình an được đâu một thời gian. Rồi tiếng nói đó lại đến nói, nói lần nữa. Và lần này thì nó bồi thêm một số thứ. Nó đến rất đúng thời điểm. Đến cái thời điểm mà cô bắt đầu hơi có cái xung đột, hơi có cái sự chán nản, hơi có cái sự phiền lòng. Nó đến nói rất đúng thời điểm. Và cô nằm đêm cô suy nghĩ, đúng, cũng có lý. Nó nói cũng có lý. Mình ở đây sao mà nó bị hạn hẹp cuộc đời mình như thế? Phục vụ Chúa trong hội thánh nhỏ bé thế này. Mình là ca sĩ cơ mà. Giọng hát mình là đâu có phải chuyện tầm thường. Rồi con nói được, có lý nha. Bắt đầu cô ấp ủ điều đó. Cô ấp ủ một ước mơ rằng một ngày nào đó cô phải thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của Chúa Giêsu để cô được thỏa thích bơi lội trong thế gian này. Cô ấp ủ điều đó. Chưa bộc lộ ngay đâu. Chưa. Từ từ thì những sự chán chường, sa sút về thuộc linh bắt đầu đi xuống. Cô ấy bắt đầu ít đọc kinh thánh hơn, ít cầu nguyện hơn, nhưng bắt đầu hát những bài hát du dương buồn thảm, anh bỏ em xa rời rồi các thứ vân vân. Bắt đầu nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh rồi gì bắt đầu lên, đúng không ạ? Những bài thánh ca vơi dần, nhưng thay vào đó là những thứ nọ thứ kia. Và tiếp tục cái pha thứ ba thì ông Kenneth Hagin ông thấy rằng trong cái lúc đó thì trong tâm trí của cô đó, Chúa cho thấy là có một cái vết đen như cái đồng tiền vậy đó, nó nằm trong tâm trí. Mới ban đầu là đến trong tâm trí một cái vết đen. Và Chúa cho biết cái vết đen này chính là nọc độc của Satan, tà linh ô uế nó ở trong tâm trí. Cô bắt đầu càng suy nghĩ về thế gian, về những điều chối bỏ Chúa thì vết đen này càng lan ra và nó đen trong tâm trí. Và rồi pha thứ ba khi Satan đã đến, nó nói bây giờ mày quyết định đi. Thời điểm đang đến rồi. Quyết định ngay đi. Hãy sống cho thế giới này. Ngươi sẽ có danh vọng, có tiền tài, có công danh, có đủ thứ. Sống chi cho Chúa Giêsu, phục vụ hội thánh để làm gì? Chối bỏ đi, trở lại con người cũ đi. Và ngày mà cô quyết định, anh chị em, ngày mà cô quyết định rằng cô không cần Chúa Giêsu nữa, thì ông Kenneth Hagin thấy rằng cái vết đen thui trên não cô á, như cái đồng tiền ở bự đó, nó rớt một cái can xuống trái tim của cô. Nó rớt xuống. Từ trong đầu nó rớt xuống tấm lòng. Và ngay lúc đó Chúa nói với ông, đấy là người sa ngã và đánh mất sự cứu rỗi. Em thấy không? Cái chuyện trong tấm lòng nó quyết định tất cả. Anh em có thể phạm lỗi, nhưng nếu tấm lòng anh em vẫn kêu gào với Chúa, yên tâm đi, huyết Chúa Giêsu có thể tẩy trắng chúng ta. Chính tấm lòng của chúng ta giữ chúng ta. Chính tấm lòng của chúng ta yêu Ngài, kính sợ Ngài, giữ chúng ta. Và ân điển của Chúa Giêsu đủ để khiến cho cả địa ngục cũng không thể nuốt nổi chúng ta. Như câu Kinh Thánh hồi đầu giờ tôi nói, nếu Chúa đã đứng về phía chúng ta rồi thì ai có thể chống lại chúng ta? Nếu Chúa đã biện hộ cho chúng ta rồi thì ai có thể kiện cáo chúng ta? Tôi nói với anh em đọc kỹ trong Roma chương 8 đi, từ câu 29 trở đi anh em sẽ thấy không một thứ gì có thể cướp chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa được hết, ngoại trừ chính chúng ta. Này hỡi tôi nói không à? Không ai có thể cướp sự cứu rỗi của chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta quyết định. Anh em có thể quyết định. Anh em có thể quyết định hôm nay Chúa Giêsu là Chúa của mình, hay anh em để một thứ gì đó làm Chúa của mình, và mình lại một lần nữa đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá và nói rằng con không cần Ngài. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em à, tôi nhắc lại như thế này, mấy điều như thế này. Sự sa ngã là một tiến trình từ từ, tiệm tiến theo năm tháng. Cho nên Chúa mới dạy mình tỉnh thức là gì như vậy anh chị em. Tỉnh thức và cầu nguyện. Khi một con người tỉnh thức có nghĩa là người đó tra soát tấm lòng của mình, người đó kiểm tra tình trạng tấm lòng của mình với Chúa. Đó là tỉnh thức. Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ, mà tỉnh thức có nghĩa là luôn luôn kiểm tra xem cái tình trạng đức tin của mình tới đâu, điều gì thực sự đang cai trị tấm lòng mình, Chúa Giêsu hay là một thứ gì đó khác. Và sự sa ngã được định nghĩa đó là sự quay lưng hoàn toàn khỏi Đức Chúa Trời. Đó là sự sa ngã, quay lưng hoàn toàn khỏi Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể đọc trong Các Vua Nhất chương 11 câu 9. Chép như thế này. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Solomon bởi lòng của người đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Đây là một câu Kinh Thánh rất đáng buồn phải anh chị em. Ai trong chúng ta cũng biết vua Solomon phải không ạ? Ai cũng biết. Nhưng cuối cùng, cuối cuộc đời ông thì ông đã bỏ hoàn toàn Đức Giê-hô-va. Ông lập cho 700 bà vợ ông, mỗi bà một cái đền để thờ. Và chính ông cũng thờ luôn. Và Đức Giê-hô-va chép rằng Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn bởi lòng của vua đã từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Cái từ này gọi là từ sa ngã hoàn toàn. Và rất là nhiều nhà thần học đang tranh luận xem liệu Solomon được cứu hay không. Đây là một câu hỏi cực kỳ khó, đúng không ạ? Và có một họa sĩ đã vẽ ra một bức tranh. Bức tranh giống y câu Kinh Thánh thuộc lòng hôm nay đó. Cái bức tranh đó, chiên dê đang đến, phải không ạ? Để cho Chúa phán xét. Dê đi sang bên hữu, dê sang bên tả, chiên sang bên hữu. Và Solomon đi chính giữa, không biết là chiên hay dê. Vẻ mặt ngơ ngác, Solomon ngơ ngác, con là chiên hay dê? Không biết. Và bức tranh này nó nói lên rằng chính chúng ta cũng không biết rằng Solomon là chiên hay dê. Cái đó chỉ có Chúa biết. Ngày cuối cùng chúng ta sẽ biết. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng trong Các Vua Nhất chương 11 câu 9 thì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng ông vì ông đã trói bỏ Ngài. Chỉ biết điều đó thôi. Còn sống hay chết Chúa quyết định. Chiên hay dê thì Chúa định cho chúng ta cũng không biết. Ông lấy 700 bà vợ cho nên sừng dê của ông có thể mọc rất là nhiều, không ạ? Đó là điều mà chúng ta thấy. Và anh chị em, vì lý do thời gian, hôm nay tôi cậy ơn Chúa chia sẻ cho anh em 4 điều. 4 điều khiến cho chúng ta có thể gặp nguy hiểm. 4 điều. Có thể thôi nha, chứ chưa chắc, phải không ạ? Có thể. Nhưng mà chúng ta biết 4 điều này để làm gì? Tránh đi. Người đời hay nói là tránh voi. Cái gì anh chị em? Tránh voi thì không xấu mặt nào, phải không ạ? Cái gì đó chứ mình tránh đi thì được an toàn hơn. Mình biết rồi mà mình còn chui vô thì đúng là không còn gì để nói. Nhưng khi chúng ta biết rồi thì mình có thể khôn ngoan là tránh đi. Có 4 điều khiến cho chúng ta có thể sa ngã, anh chị em. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ anh chị em là chúng ta dính bả chuột của thế gian. Anh chị em biết bả chó và bả chuột phải không ạ? Và khi anh em đọc trong Mark chương 4, khi Chúa Giêsu kể về câu chuyện của người gieo giống thì có 4 loại người. Người thứ nhất nghe không hiểu gì, chết, chuyện khỏi bàn. Người thứ hai nghe mà cạn cợt, mặt trời lên cái là cháy bỏng. Cái đó mình cũng bỏ ra vì nó không thuộc đề tài hôm nay chúng ta nói. Chúng ta đang nói với những người gì? Trưởng thành, những người biết Chúa rồi, những người kinh nghiệm quyền phép rồi. Và tôi đặc biệt chú ý đến loại người thứ ba là người gìn giữ lời Chúa, nhận vào lòng. Nhưng mà người đó lớn lên cùng với gì anh chị em? Gai góc chà chom. Và gai góc chà chom đó, Chúa Giêsu nói rằng sự mê đắm đời này, tham muốn giàu có, cám dỗ của xác thịt khiến cho người đó nghẹt ngòi không kết quả. Và anh chị em biết không, tôi tra nhiều bản kinh thánh và tôi tìm thấy một bản kinh thánh dịch rất tuyệt vời và tôi rất thích chỗ dịch đó. Là Chúa Giêsu nói người đó đã ăn phải bã của thế gian. Bã. Anh em có bao giờ đi bắt chó chưa? Chưa đúng không? Tôi cũng chưa. Nhưng mà tôi thấy người đi bắt chó rồi. Ngày xưa tôi đi ra ngoài Hà Nội công tác ấy, tôi ở trong cái, tôi thuê một cái phòng ở trong một cái chung cư. Trên chung cư buổi sáng tôi nhìn xuống, tôi thấy cả hai anh đi bắt chó. Ở ngoài đó bắt chó giỏi lắm. Đi cái xe cúp 50 đây. Có mấy con chó đang đi. Nó quẳng ra một cái cục gì đó màu trắng. Đúng không? Và con chó cách đó 10 thước nhưng mà nó đánh hơi ngay lập tức lên, bò tới đớp vô. Anh chị em biết không, 30 giây sau thôi, đi liêu xiêu. Và hai anh đó quay xe lại, ôm con chó lên rồi máy chạy. Rất tuyệt vời. Ông bắt rất tuyệt vời. Ông bắt rất nhanh gọn lẹ, phải không ạ? Dĩ nhiên là chúng ta đang nói là không phải chúng ta ca ngợi cái chuyện bắt chó. Cái chuyện đó là chắc chắn là phải bị đánh, bị đốt xe rồi bao nhiêu người chết vì bắt chó trộm rồi. Nhưng chúng ta đang nói là cái cách người ta bắt chó mà bằng bả đó, nhanh, gọn, lẹ, rẻ, hiệu quả. Anh chị em biết không, Sa-tăng cũng dùng cái bả thế gian để bắt chúng ta. Giống như thế. Nó có một cái cục và nó bỏ vô bả của nó. Giàu có, tiền bạc, danh vọng, địa vị, mê đắm, tà dâm, ô uế, ngoại tình. Nó bỏ vào đó, nó phủ lên một cái lớp thơm lắm và nó liền ra. Con cái của Chúa từ 10 mét sau ngửi thấy, thơm thế, mệt rồi, đớp một cái rồi. Tuần sau bắt đầu thôi, giờ đi nhóm mệt quá, kinh thánh hay ho gì đâu mà đọc, cầu nguyện khỏi luôn đi. Và anh em dính bả rồi, từ nó sa sút dần. Và sự mê đắm đó thấu vào tận tấm lòng. Cuối cùng con người đó từ một người yêu Chúa trở thành yêu những giá trị thế gian mà không thể dứt ra được. Và lâu dần nếu người đó không được cảnh tỉnh, không được ai đó chăm sóc, không được ai đó mách nước, không được ai đó giúp đỡ, thì anh em ơi, sự sa sút nó có thể đi xuống tận cùng. Và người đó không thể ăn năn quay trở lại được nữa. Dính bả rồi. Và khi không còn ăn năn quay lại được nữa thì giống như con chó vậy nè, ngã một cái rật nằm dài và hai thằng bắt chó quay lại ôm lên đi. Sa-tăng quay lại nó nói thằng này thuộc về tao. Và nó đã không làm gì cả mà nó được một con chó. Bắt chó có nghĩa là không nuôi, không cho ăn cho uống gì mà được. Đó là tại sao nó đi bắt. Cho nên Satan nó có tạo ra chúng ta đâu, nó có sinh ra chúng ta đâu, nó có ngày nào nuôi dưỡng chúng ta đâu, nhưng mà nó muốn được nhiều linh hồn. Nó là kẻ bắt trộm. Anh chị em, sự dính bả thế gian là một tiến trình, một tiến trình mà chúng ta có thể dẫn linh hồn chúng ta đến sự sa ngã. Ở trong Kinh Thánh Timôthê 2 chương 4 câu 9 câu 10, tôi đọc anh em nghe câu Kinh Thánh này để anh em sẽ thấy người trưởng thành cũng có thể dính bả thế gian. Timôthê nhì chương 4 câu 9 câu 10, sứ đồ Phaolô nói thế này: hãy cố gắng đến cùng ta cha kiếp. Ông nói với Timôthê đó, hãy cố gắng đến cùng ta cha kiếp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Thessalonica. Đê-ma, một môn đồ tin kính, một môn đồ đi theo sứ đồ Chúa Giêsu, đi theo sứ đồ Phaolô, là sứ đồ của Chúa Giêsu, một người đã từng hầu việc Chúa một cách sốt sắng với Phaolô. Nhưng mà trong cái đoạn Kinh Thánh này, Phaolô nói vì Đê-ma đã lìa bỏ ta, tại người ham hố đời này. Anh em nghĩ đi, đừng nghĩ rằng chỉ có những người mới tái sanh hôm qua mới dính bả thế gian. Làm đấy, có những người đã từng giải cứu đủ quỷ, truyền giảng cho nhiều người, xây dựng hội thánh, làm tất cả mọi điều trong vương quốc của Ngài, nhưng vẫn có thể quay 180 độ để sống cho những giá trị đời này, và họ sẽ hư mất. Anh chị em ha. Hoặc là anh chị em đọc trong Sáng Thế Ký chương 13 câu 10 sẽ thấy câu chuyện của Lot. Anh em nhớ Lot chứ. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bên sông Jordan, là Sodom và Gomorrah đó, đúng không ạ? Lót ngước mắt lên nhìn và thấy cánh đồng bên sông Jordan là nơi Sodom Gomorrah ở đó. Ôi, nó trù phú, nó đẹp, nó màu mỡ, nó sung túc, nó giàu có, nó xa hoa như thế. Nếu Lót không nhướng mắt lên nhìn thì chắc gì sau này Lót có một cái đứa con mà không biết gọi mình là ai. Anh em nhớ câu chuyện không ạ? Sau này trong hang đá đó, con gái ông cũng ngủ với ông, đứa em nó cũng vô ngủ với ông, và sinh ra hai đứa con mà hai đứa này không biết gọi Lót là ông gì. Cha cũng không phải, mà ông nội cũng không xong, mà ông ngoại cũng không được. Đó, đau đớn, tột cùng của sự đau đớn là chỉ vì sao anh chị em? Bắt đầu bằng cái nhìn ở trong Sáng Thế Ký chương 13 câu 10. Vì vậy anh chị em à, để đừng dính bả thế gian, tốt nhất đừng nhìn vào nó, được không anh chị em? Đừng nhìn. Hãy nhìn vào lời của Ngài, hãy nhìn vào lời hứa của Ngài, hãy nhìn vào hội thánh của Ngài, hãy nhìn vào cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta, vui thọ với những điều Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa hứa rằng sự sáng của người công bình sẽ sáng rạng lên cho tới lúc giữa trưa. Chúng ta có thể khởi đầu nhỏ, khởi đầu khiêm tốn, nhưng mà Chúa hứa rằng nó sẽ thịnh vượng. Chúng ta ham mê đời này, chúng ta muốn cái gì cũng nhanh, cái gì cũng phải đạt được cho nhanh, giàu cũng phải nhanh, tiền cũng phải nhanh, nhà phải nhanh, xe phải nhanh, cái gì cũng nhanh hết, là cuối cùng rất dễ ăn bả của Satan. Rất dễ. Satan nó hiểu lắm, nó hiểu chiến thuật của nó lắm, cho nên nó biết người nào muốn cái gì, và một tiến trình nó có thể kéo chúng ta. Điều thứ hai anh chị em, Điều thứ hai có thể dẫn chúng ta đến sự sa ngã. Dẫn chúng ta thôi nha, chứ không phải là phạm những điều này là sa ngã đâu nha. Anh chị em phải hiểu ý tôi muốn truyền đạt hôm nay. Không phải cái người mê đắm giàu sang một tí là mất sự cứu rỗi ngay. Không phải, đây là một tiến trình dẫn con người ta chối bỏ Chúa Giêsu. Một tiến trình. Tiến trình thứ hai đó là gì? Thỏa hiệp với tội lỗi. Thỏa hiệp với tội lỗi. Satan có thể dụ chúng ta, những người đứng trên bục giảng này là giảng nè, nhưng cũng có thể bị Satan dụ để cho người đó giảng những điều mà Chúa gọi là tội lỗi, nhưng mà người đó dưới bất kỳ hình thức nào đó, dưới động cơ nào đấy, dưới sự áp lực nào đấy không biết, người đó sẽ giảng điều đó là công bình. Anh em cả nhớ, hôm nay người ta có thể đứng trên bục giảng và người ta nói rằng ôi Chúa yêu thương, cho nên Chúa chấp nhận đồng tính đồ là tốt hết, tất cả lên thiên đàng hết. Thậm chí họ còn đứng họ giảng rằng Chúa Giêsu là người đồng tính, bởi vì 12 sứ đồ của Ngài không có ai phụ nữ hết. Giảng thế, chấp nhận điều đó, họ giảng như vậy. Và đây tôi gọi là sự thỏa hiệp với tội lỗi, vì áp lực nào đó, vì một cái món hời nào đó, vì một cái danh lợi nào đó đưa cho họ để họ đứng lên họ giảng như vậy. Anh chị em thấy điều đó cực kỳ là nguy hiểm khi mình thỏa hiệp. Ví dụ như trong Sáng Thế Ký chương 13 câu 12-13 chép: Lót đóng trại mình ở Sodom, vả dân Sodom là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Anh em thấy chưa? Lót đã chuyển nhà và gia đình mình đến gần Sodom Gomorrah, ở trong thành phố đó. Lót và gia đình mình đã chấp nhận tội lỗi của họ, coi là bình thường. Ồ, nó giàu có mà, cho nên chuyện nó phạm tội đó chắc đúng, chắc đúng. Và ngày nay người ta cũng có cái ý tưởng rằng là người giàu có, người quyền lực là lúc nào cũng đúng. Người ta nghĩ vậy, ôi nó đúng mà mình bắt chước đi. Chắc chắn là họ phải đúng thì họ mới được giàu có, được tiền bạc như thế này, mình bắt chước theo. Và Lót đã dời gia đình mình vào, và cuối cùng gia đình của Lót đã sa bại trước cái sự thỏa hiệp với tội lỗi đó. Hai con gái của ông từ đứa con tin kính trở thành đứa con có thể làm chuyện lọn lưng. Phải ngẫu nhiên đâu anh chị em. Và ở trong Ê-sai chương 5 câu 20-21 chép như thế này: Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Khốn thay. Tôi nói rằng điều đó có thể kéo tấm lòng chúng ta đi dần dần và chối bỏ Chúa Giêsu. Điều thứ ba, thưa anh chị em, đó là nói điều này để cảnh tỉnh những anh chị em nào chưa lập gia đình, được không ạ? Chưa lập gia đình. Ai chưa lập gia đình giơ tay tôi coi nè. Wow, cũng nhiều ở nhà. Cứ giơ mạnh dạn chứ sao cứ thục này. Ai thấy để mà đến làm quen với đứa mạnh lên đây để người ta nhìn thấy, ô chưa vào nè, tôi sẽ đến, được không ạ? Vậy chứ ai chưa lập gia đình giơ tay là. Wow, khá nhiều đấy. Tôi chúc phước cho anh chị em sẽ có gia đình tin kính trong Chúa. Rồi, bây giờ tôi nói đến điều thứ ba có thể khiến cho chúng ta dẫn đến con đường sa bại. Đó là lấy vợ hoặc lấy chồng là một người ngoại không tin kính chống đối Chúa Giêsu. Cho dù anh chị em hiện nay là người tin kính, anh em hiện nay là người đầy đức tin, nhưng nếu anh chị em vì lý do nào đó khi con tim thức giấc thì cái đầu rất ngu, phải không ạ? Và chúng ta đồng ý để kết giao với người bất kính chống Chúa, thì điều đó có thể dẫn chúng ta đến con đường sa ngã. Bằng chứng là trong Nehemi chương 13 câu 26 chép: Solomon vua Israel há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Và trong nhiều dân tộc không có vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình yêu thương, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dầu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Giê-rê-mi chương 13 câu 26. Kinh Thánh nói rõ luôn, nói chỉ điểm đúng luôn nguyên nhân tại sao Solomon sa ngã. Đó là vì đàn bà ngoại bang. Anh em thấy chưa? Nói rõ luôn. Dĩ nhiên Solomon là đàn ông, cho nên Kinh Thánh là chép là vì đàn bà ngoại bang. Nhưng nếu Solomon là nữ thì Kinh Thánh sẽ chép vì đàn ông ngoại bang. Cho nên hãy cẩn thận nha. Hãy cẩn thận. Bởi vì điều này nó là một sự cố tình phạm tội. Tôi tin rằng vua Solomon biết rất rõ trong luật pháp của Chúa, là vua, luật pháp của Chúa cấm người Israel lấy người ngoại bang. Có đúng không chứ? Ông Solomon biết rõ chứ bộ. Solomon là một vị vua mà được dạy luật pháp. Cha của ông là David, là người tin kính, là người tuyệt vời. Chắc chắn ông phải được nuôi dưỡng trong luật pháp tin kính và những thầy tế lễ tin kính lúc bấy giờ. Nhưng ông đã cố tình lấy vợ ngoại đạo, mà không phải lấy ít đâu anh chị. Hình như tôi đọc phong phanh, nhớ không nhầm, ông lấy tới 1000 người lần. Tôi thấy lắc đầu luôn, thua luôn. 1000 người mà toàn là ngoại bang, mà bà nào bà nấy về là đem thần của mình vào. Tôi nghĩ cái thành Jerusalem nó không biết bao nhiêu vị thần trong cái lúc đó. Nhưng mà lúc ông còn trẻ đó thì ông chưa sa ngã đâu. Lúc ông còn trẻ ông vẫn yêu kính Chúa, ông vẫn không ngon, ông vẫn được sự hiện thấy, ông vẫn được Chúa ban cho những cái sự thịnh lợi. Nhưng anh em thấy không ạ? Cuối đời, càng về sau ông bắt đầu yếu dần. Khi ông về già thì Kinh Thánh chép các bà vợ mới dụ dỗ Solomon thờ cúng thần tượng. Cho nên có thể anh em sẽ không ngã ngay khi ngày mai lấy một người chồng bất kính hay lấy một người vợ bất kính. Không ngã ngay, anh em vẫn đi nhóm vỗ tay hallelujah, vẫn phục vụ Chúa bình thường. Có thể. Nhưng mà lâu dần anh em à, người ta gọi là mưa dầm thấm đất. Mỗi ngày ăn cơm nó tiêm cho một câu, phải không ạ? Đang ăn hát ngợi khen Chúa, nó nói Chúa của anh tốt gì đâu mà hát. Hãy căng ở đấy. Bắt đầu từ từ tấm lòng của mình bị ô nhiễm, và nó kéo dần đến một ngày nào đó anh em sập xuống luôn. Anh em có biết cái định luật rất là đơn sơ không? Kéo người lên rất khó nhưng kéo người xuống rất dễ, đúng không ạ? Dù tôi đứng ở đây mà tôi kéo anh em lên nặng vô cùng, 70-80 kg sao kéo được. Nhưng mà anh em đứng ở trên tôi giật một cái rớt xuống à. Cho nên cái người bất kính á, cái người không tin Chúa đó, nó kéo cái người tin kính ở trên xuống nhanh lắm, rất là nhanh. Cho nên chị em đừng vì bất kỳ lý do gì mà bán mạng của mình cho một hôn nhân bất kính, được không anh chị em? Đừng vì lý do. Không có cái dạy nào bằng cái dạy rằng tôi lấy người đó về, tôi đưa người đó đến với Chúa. Wow, một cái lời ru nó êm tai nhất quả đất của Satan, thuyết phục nhất quả đất của Satan. Đúng không? Tôi cứ lấy đi, rồi về rồi kiểu gì tôi chẳng đưa được đến với Chúa. Rồi tôi ghi công trong vương quốc thiên đàng, tôi cứu thêm một linh hồn. Wow, nó dụ ngon lắm. Nha anh chị em à, Kinh Thánh nói rõ ràng lấy người nào phải lấy người trong Chúa. Tôi không nói với những hôn nhân mà trước khi tin Chúa nha. Trước khi tin Chúa anh chị em chưa biết Chúa, rồi vợ tin Chúa, chồng tin Chúa, hãy ở bình yên, đừng có về mà nghe tôi nói xong bắt đầu về tanh bành là không đúng nha. Chúa bảo vệ những hôn nhân đó, phải không ạ? Vì mình chưa biết Chúa cả mà. Cho nên khi một người chồng đến với Chúa, một người vợ đến Chúa, hãy tiếp tục cầu nguyện cho hôn nhân đã để cả hai đến với Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Ngài. Còn khi chúng ta đang độc thân này mà đã biết Chúa rồi, anh chị em ơi, hãy tìm một hoàng tử của Đức Chúa Trời, hãy tìm một công chúa của Đức Chúa Trời. Tôi nói không có hôn nhân nào hạnh phúc bằng là hôn nhân ở trong Chúa đâu. Đừng tìm ngồi kia, tìm ngồi nọ, tìm đằng sau đằng trước, không có. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi, vì lý do thời gian chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi. Cái thứ tư có thể kéo chúng ta đến sự sa ngã, đó là cố tình bỏ hẳn sự nhóm lại. Hebrew chương 10 chép như thế này: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Bỏ qua. Và tôi không tin rằng trên đời này có một cơ đốc nhân đầy dẫy thánh linh mạnh mẽ mà lại cô độc. Tôi không tin. Tôi không có tin. Ui, tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời đầy dẫy thánh linh, Hỏi anh nhóm hội thánh nào? Tôi chả hội thánh nào, tôi đứng mình, chả cần ai, tôi không tin. Bởi vì nguyên tắc của Đức Chúa Trời, Ngài tạo ra thân thể của Ngài, và mỗi một chúng ta là chi thể của thân thể đó, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Cái anh Tây này anh không thể nói giờ tôi cắt lìa ra để tôi sống, không thể. Và khi chúng ta cố tình bỏ sự nhóm lại, là chúng ta thực sự cố tình cắt đi nguồn sống sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Và dần dần anh chị em à, nó tê liệt dần, yếu dần. Anh em thử đi sẽ thấy. Anh em bỏ sự nhóm lại chỉ cần vài lần thôi, anh em sẽ thấy mình cầm quyển Kinh Thánh đọc còn không nổi luôn. Hát bài thánh ca mà nó sượng gì đâu à, cầu nguyện nó khô như ngói luôn. Rồi là đến tuần thứ tư nhắc mình lên đi nhóm thì nó sao giờ mỏi mệt thế này, sao đi nhóm được. Trời vừa mưa một cái là lấy lý do ngày mưa khỏi đi. Nó là vậy đó anh chị. Nó sa sút dần dần. Nó không phải ngay tức thì, nhưng mà nó dần dần khi mình tách rời khỏi hội thánh của Chúa. Tại sao mình cần phải nhóm lại anh chị em? Vì hội thánh là nơi Chúa bày tỏ vinh hiển, và sự bao phủ thuộc linh là ánh sáng thiên thượng trên anh em. Khi anh em đến hội thánh ngày hôm nay, tôi tin rằng thiên sứ và thánh linh Đức Chúa Trời sức cho anh em dầu mới của Ngài, và anh em tỏ sáng như ngọn đèn vậy đó. Anh em bước ra và thấy mình được nạp năng lượng, có một sức mới lạ lùng không lý giải được. Ôi sao buổi sáng hôm nay tôi hơi mệt, mà vô hội thánh về cái khỏe luôn. Sao buổi sáng hôm nay tôi hơi rầu, vô hội thánh về cái vui mừng luôn. Anh em có thấy điều đó không ạ? Có bao giờ kinh nghiệm điều đó không ạ? Đó là lý do mình phải đến nơi sự nhóm lại, dù hình thức này hay hình thức khác. Dĩ nhiên bây giờ thời 4.0 có thêm cái hình thức online nữa, nhưng mà cũng tốt anh chị em. Không, anh chị em online hãy nhớ nhóm lại. Dù online nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn đụng chạm anh em giờ này, Chúa vẫn dùng lời Ngài để khích lệ anh em giờ này. Miễn sao đừng ngủ là được. Đừng ngủ là được, ok chưa? Cho nên cái nơi đó khiến cho chúng ta được bình an, vui mừng, khích lệ, chữa lành, giải phóng, ban phước. Và anh chị em có cái sức mạnh để chống lại sự thâm nhập của thế gian khi mình bước về nhà. Anh em hiểu ý không ạ? Khi anh em bước đến hội thánh một tuần, sau một tuần thì anh em bước về nhà, anh em có sức mạnh giống như có cái áo giáp bao xung quanh vậy đó. Và những cám dỗ thế gian, những điều đó nó không có thể dễ dàng tấn công chúng ta. Nhưng khi mình bỏ sự nhóm lại, mình yếu lắm. Tóm lại buổi sáng hôm nay, tôi dùng lời của Ngài để khích lệ tất cả anh chị em. Anh chị em ơi, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tâm thần thì muốn, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta có thể đánh mất sự cứu rỗi nếu mình cố tình chối bỏ Chúa Giêsu. Và sự cố tình chối bỏ Chúa Giêsu là một tiến trình từ từ trong tấm lòng. Và nó có thể đến từ 4 nguyên nhân chính. Rất nhiều nguyên nhân, nhưng 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất là dính bả của thế gian. Thứ hai, thỏa hiệp với tội lỗi. Thứ ba, lấy chồng lấy vợ là người bất kính chống đối Chúa Giêsu, không chịu ăn năn. Thứ tư là bỏ hẳn sự nhóm lại hàng tuần. Anh chị em có amen không ạ? Xin Chúa ban phước trả lời của Ngài. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em trên live stream. Hãy ghi nhớ những lời đó, vì những lời này có thể gìn giữ linh hồn của anh chị em. Và bây giờ chúng ta hãy đứng dậy cầu nguyện để Chúa thăm viếng chúng ta. Amen.